Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 10 năm 2024 có các nội dung đáng chú ý sau. Đảng bộ huyện Krông Bắc triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Liên kết sản xuất tiêu thụ chanh dây. Sôi nổi phong trào thể dục thể thao của người cao tuổi. Giao tranh tiếp diễn dữ dội tại Trung Đông. Khó khăn trong thành lập chính phủ mới ở Áo. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 9, Đảng bộ huyện Krông Bắc đã tổ chức sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. 9 tháng đầu năm, huyện Krông Bắc đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành bàn giao mặt bằng để thi công cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột qua địa bàn, tổ chức thành công lễ hội sầu riêng Krông Bắc lần thứ 2 năm 2024. Tổng giá trị sản xuất nền kinh tế đạt hơn 20.000 tỷ đồng, bằng 85,9% kế hoạch, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm 2023. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện, các chế độ chính sách cho các đối tượng thụ hưởng được thực hiện kịp thời, đầy đủ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Đảng bộ huyện đã kết nạp được 225 đảng viên mới, đạt 91,5% chỉ tiêu năm 2024. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, Đảng bộ huyện Krông Bắc tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, thực hiện tốt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Từ nguồn quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác, huyện ủy Krông Bắc đã khởi công nhà tình nghĩa tặng hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà tình nghĩa được xây cho gia đình ông Y Hờ Nắc Cờ Sơ và bà Hờ Đôi Mờ Lô có diện tích sử dụng khoảng 80m² với tổng kinh phí 220 triệu đồng, trong đó huyện ủy Krông Bắc hỗ trợ 70 triệu đồng được trích từ chương trình tiết kiệm làm theo lời Bác do cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người dân trên địa bàn huyện đóng góp. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ 27 triệu đồng. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, 22 tháng 11 năm 1904, 22 tháng 11 năm 2024. Điện lực Chư Mờ Ga đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tổ chức tuyên truyền luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, nhân viên điện lực Chư Mờ Ga đã được thông tin tình hình vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, huyện Chư Mờ Ga, phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, các quy định về nồng độ cồn, tốc độ, hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông và hình thức xử lý. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, công nhân viên điện lực Chư Mờ Ga nâng cao kiến thức về an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. Tuần lễ được tổ chức từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến ngày 7 tháng 10 năm 2024 với chủ đề Phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời nhằm tăng cường trách nhiệm, sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội đối với việc phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời, tạo môi trường đọc thuận lợi, thân thiện, phát triển văn hóa đọc trong nhân dân, giúp mở rộng kiến thức, phát triển tư duy, cải thiện kỹ năng giao tiếp. Đẩy mạnh vai trò của hệ thống cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến đọc, tạo môi trường đọc thuận lợi, thân thiện, phát triển văn hóa đọc trong nhân dân, giúp mở rộng kiến thức, phát triển tư duy, cải thiện kỹ năng giao tiếp, đa dạng hóa hình thức học tập, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, qua đó khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời, đảm bảo mọi công dân đều được tiếp cận hệ thống giáo dục mở, hướng tới xây dựng xã hội học tập. Chỉ trong 2 ngày, Công an huyện Krông Bắc đã bắt xử lý 3 vụ 9 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng mua bán trái phép chất ma túy. Theo đó, vào rạng sáng ngày 26 tháng 9 tại quán karaoke Không Gian Xanh ở xã E Rồng, huyện Krông Bắc, một tổ công tác của đội cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Krông Bắc đã phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng gồm Hồ Bảo Duy, Võ Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Chánh và Ngô Nam Phát cùng trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, và 4 nữ tiếp viên của quán karaoke Không Gian Xanh đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận sau khi ăn nhậu xong, 4 đối tượng cùng với Võ Bá Toàn,
trú huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang góp tiền để mua ma túy, mang tới quán karaoke để sử dụng. Khi đến quán karaoke, các đối tượng này đã gọi thêm 4 nhân viên nữ tới phòng để hát và cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong khi đang sử dụng thì các đối tượng bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Riêng đối tượng Toàn đã về trước nhưng cũng bị bắt ngay sau đó. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật để các đối tượng sử dụng ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua kiểm tra nhanh, tất cả đều có kết quả dương tính với chất ma túy. Em ở Tiền Giang lên Đắk Lắk này để cắt sầu riêng. Nhân dịp mà nghỉ một bữa hai bữa để xả chết thì em có ở chức ăn nhậu và sử dụng trái phép chất cấm ma túy. Giờ 12 giờ là em vô phòng ca. Có gọi thêm một số nhân viên vô để cùng chơi chung. Sử dụng và tới 3 giờ thì bị lực lượng chức năng bắt. Em cảm thấy rất là hối hận về việc sử dụng chất trái phép chất cấm ma túy. Em có lời khuyên chân thành với mọi người là khi làm ăn xa đừng nên dính vào những cái tệ nạn xã hội này. Còn đây là ba đối tượng trong hai vụ khác, trong đó đối tượng Hồ Minh Hạnh, trú ở xã Tân Tiến, đang trên đường mua ma túy về sử dụng thì bị lực lượng công an bắt quả tang, và hai đối tượng khi đang trên đường đi giao ma túy thì bị lực lượng công an bắt giữ. Em là người ED, em có mua ma túy về để buôn bán kiếm lời, để kiếm tiền trả nợ. Những thanh niên ở khắp buôn nào, nói chung là họ có nhu cầu mua là em bán. Giờ em biết việc làm buôn bán ma túy của em cho thanh niên trong các buôn là không đúng, cái tác hại xấu cho các thanh niên trong buôn làng. Em thấy việc làm của em sai trái rồi, em rất hối hận. Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an huyện Cờ Đông Bách phát hiện xử lý 15 vụ, 39 đối tượng phạm tội về ma túy và đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 48 trường hợp. Công an huyện Cờ Đông Bách đã nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Thưa quý vị và các bạn, trong khi thị trường chanh dây bấp bênh khiến nhiều nông dân thua lỗ, thì nhờ chú trọng đến phát triển chất lượng sản phẩm, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm chanh dây, một số hợp tác xã đã giúp nhiều thành viên bán được sản phẩm với giá cao hơn thị trường, yên tâm sản xuất. Vườn chanh dây được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp của gia đình anh Ngô Văn Vương, xã Quảng Hiệp, huyện Chư Mờ Ga, nhờ trồng đúng quy trình kỹ thuật nên năng suất và chất lượng quả đáp ứng được nhu cầu của đơn vị thu mua. Với 5 sào chanh dây, vụ này gia đình anh Vương cho thu hoạch khoảng 40 tấn với giá liên kết bao tiêu ổn định và cao hơn so với thị trường. Chúng mình là mình hay bỏ phân bò hôi mục với lại phân vi sinh nữa. Về cái giá cả, nói chung là người ta cũng đảm bảo được cái giá cả. Với cái giá 11 năm thì tôi thấy cảm thấy là làm nói chung là nó cũng ổn định. Để có được sự ổn định, các hộ trồng chanh dây đã liên kết với hợp tác xã và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ. Tham gia chuỗi liên kết, nông dân được hỗ trợ mọi mặt từ nguồn giống, cách trồng, chăm sóc đến thu mua sản phẩm. Có ví dụ bệnh gì và như thế nào là bà con có thể là đăng lên app là đưa về là có thể là bà con trị dứt điểm cái bệnh đó liền. Có kỹ thuật chỉ hướng dẫn. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng một cái khung hợp tác triển khai liên kết cụ thể rõ ràng để khi triển khai xuống với bà con thì bà con sẽ nhanh chóng nắm bắt và có được tạo được cái sự niềm tin giữa hai bên với nhau. Và trong cái việc phát triển vùng trồng này thì theo tôi nghĩ thì ngoài cái vai trò của doanh nghiệp với lại người nông dân thì cũng rất cần cái vai trò đồng hành của các cơ quan chức năng. Nông dân tự tin làm ra sản phẩm chất lượng tốt, bảo đảm sức khỏe của người tiêu dùng, đồng thời lợi nhuận kinh tế ổn định nhờ mối liên kết chặt chẽ với hợp tác xã, doanh nghiệp ngay từ đầu. Đó là cách giữ ổn định giá cả chanh dây mỗi khi có biến động về thị trường. Đối với ngành nông nghiệp thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và sẽ đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện tốt nhất để cái chuỗi giá trị ngành hàng số chanh dây này sẽ phát triển tốt nhất trong cái thời gian đến. Thông qua một số các cái vấn đề như chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng trong ngành đấy, từ các cái chi cục liên quan đến các cái trung tâm khuyến nông, các trạm khuyến nông đấy, để có cái sự hỗ trợ
tuyên truyền, hướng dẫn, đồng hành cùng với doanh nghiệp, với hợp tác xã. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh chanh dây nói riêng và nông sản nói chung, cần hướng đến sản xuất tập trung, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất, đảm bảo chất lượng, đồng thời có liên kết chặt chẽ với hợp tác xã, doanh nghiệp để giảm được rủi ro với những biến động của thị trường. Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk hiện có trên 216.000 người cao tuổi, chiếm 11,3% dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, phong trào thể dục thể thao ở người cao tuổi trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển và lan tỏa sâu rộng với nhiều hình thức hoạt động thiết thực, qua đó góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe. Đắk Lắk có 778 câu lạc bộ thể dục thể thao của người cao tuổi, thu hút gần 30.000 người cao tuổi thường xuyên tham gia. Trong đó, dưỡng sinh là môn thể thao được nhiều người cao tuổi tập luyện. Các câu lạc bộ dưỡng sinh đã được thành lập ở hầu hết các thôn, buôn, tổ dân phố, tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi tham gia, tăng cường sức khỏe. Trước là ngày kia chưa tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh là hay bị đau vai gáy, hay bị tê tay. Nhưng từ khi là thôn thành lập câu lạc bộ dưỡng sinh là tham gia tập với chị em là tự cái bệnh đó nó đỡ dần. Thứ nhất là cái bệnh đau vai gáy, đau tê tay là nó hết dần, hết khi làm mà không hay luôn. Rồi sức con người dẻo dai ra. Chính quyền địa phương tạo điều kiện cho chúng tôi những người già để cái sức khỏe là vàng nên là đã tập dưỡng sinh, tập quyền. Thì mình hôm nay rất là vinh dự cũng được đi tham gia là hội thi hội người cao tuổi của thành phố. Thế nên tôi thấy đi tập dưỡng sinh là rất khỏe, có ích cho bản thân, cho xã hội và cho gia đình. Xác định thể thao có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi. Hàng năm, các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hội thi để người cao tuổi được gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong các phong trào thể dục thể thao, tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên. Đã phát triển hội viên trên địa bàn thành phố đã trên 22.000 hội viên. Trong phong trào mà tuổi cao gương sáng thì hội người cao tuổi thành phố đã phát động phong trào người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, thì đến nay là hiện nay là đã có trên 1.000 người cao tuổi tham gia các cái công tác như bí thư, phó bí thư, tổ trưởng tổ dân phố, thôn buôn tổ dân phố. Một trong những cái mục tiêu quan trọng đối với người cao tuổi đó là sống vui, sống khỏe, sống có ích. Thì để đạt được cái điều đó thì các hoạt động của người cao tuổi, trong đó có cái hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, đó là một trong các cái mục tiêu quan trọng nhất của người cao tuổi. Chính vì thế thì hàng năm thì các huyện, thành phố, thị xã và tỉnh sẽ có luân phiên tổ chức cái hội thao cho người cao tuổi. Bằng nhiều hình thức đa dạng và thiết thực, phong trào thể dục thể thao đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.